Hello, xin chào anh chị em đã quay lại kênh Cá Màu của mình nha. Mình là Thắng Lê Cái Bi Farm. Hôm nay buổi chiều em sẽ quay khu nuôi cá đằng sau nhà của em cho anh chị em xem ha. Đó thì em nuôi chỉ che biển bạc này cho mưa gió rồi nè anh chị em thấy không? Che bạc mưa gió thôi, giăng lưới giăng mấy con chim á nè. Nó nuôi mô hình cơ bản đơn giản cho anh chị em ha. Đó thì hôm nay có cái gì em sẽ quay cho anh chị em cơ bản nha. Ra ngoài trời nè, có cái gì thì em sẽ cập nhật báo cho anh chị em ha. Thì em quay từ khu vườn đó là đi. Sẵn là cho cá ăn luôn nha anh chị em. À. Rồi hôm nay em sẽ quay, em sẽ giới thiệu cái sản phẩm cám bên em nè anh chị. Đây, Thắng Lê Group Pi Farm có số điện thoại Zalo em nè. Đây là cám thái nha anh chị em. À, đây là bịch này 100g nha. Em đã trộn thành phần á, là tảo sắn nè anh chị em, tảo Siberia đó và vitamin C ha và một xíu vitamin tổng hợp nha anh chị em. Nói cho cá nha em ăn phát triển tốt nha. À, thì anh em nào mua cá mình thì có cần mua cám thêm thì có hú em nha anh chị em. Đó, em thấy không? Đó. Mấy con cá này thì hồi nãy em cho ăn rồi chứ anh chị em, mới ăn luôn á. Nhưng mà em quay cá, quay clip sẵn cho anh chị em xem em cho nó ăn luôn ha. Đó. Em thấy không? Đây là rồng tím nha anh chị em. Cái hàng như vậy là 80k một cặp này, em báo giá cho anh chị em luôn ha. Cái vậy rất là sáng luôn nha anh chị em. Rồi tiếp theo hôm nay em có blue tạc văn nè anh chị em ơi. Em xem ha. Nè. Em vụt gặt nó nhìn nó bu rồi nè anh chị em. Vụt trăng hơi nhiều rồi. Đó anh em thấy không? Thì về luôn tật giăng á, cái đầu con cá trống anh em thấy lúc nào lên xanh chứ không? Con cá mái thì đang sai sinh sản nha. Đây ôm bầu sai sinh sản cho anh chị em nè. Em quay gần cho anh em xem nè nha. Đó. Cái hàng như vậy 40.000 một cặp ha anh chị em ơi, cực kỳ rẻ luôn nha anh chị em. Đó, thì con cá rất là tơ zin nè. Thì anh chị em mua cá là thường thường á là đòi con cá mái phải ôm bầu không mà. Thì em đang ghép vô chung luôn nè. Đó thì cá này cá tơ nha, đang ghép vô này đang cơm bầu chưa anh em thấy không? Đó. Thì những con cá trống này em đã tiện lựa chọn hết rồi nha, con nào lên đầu rất là đẹp không nha. Cá tơ hết trơn anh chị em, nói cho anh chị em về đầm giống luôn nha. Rồi bên đây em có tiger nè anh chị em ơi. Thì cái con tiger này cá này mới có 2 tháng rưỡi anh chị em ơi. Rồi. Nè cho ăn miếng này nha. Một tay quay một tay cho ăn hơi khó anh em ơi. Đó nhưng mà cá ăn cũng dữ lắm anh em. Đó, tiger này á là cái hồ hơi dơ hay nhưng mà không sao. Cái dòng này là chơi sidewheel anh chị em, anh em nhìn ngang rất là đẹp nha, nhìn từ trên xuống nó không đẹp bằng nha anh chị em. Tiếp theo em qua cái hộp bên đây em quay cơ bản chơi sơ anh chị em coi nhà em có dòng cá gì đó ha. Đây là Evergreen anh chị em ơi, nãy mới cho ăn trùng chỉ rồi cho nên giờ nó ăn cũng không giữ hung ha. Rồi qua cái hộp bên đây, đây là tiger nè anh em ơi, nè em cho ăn tiếp tục ăn cám nha. Nè em thấy không, cái cám này ăn lên màu đẹp nha anh em. Cái cám này á lên màu đẹp. Cám thái này em cũng biết rồi, nói chung là cám thái 3/5 đó mà em trộn thêm tảo sắn nè, vitamin C nè, vitamin tổng hợp nè, đó. Đó là nó có tiêu hóa tốt lên màu đẹp cho cá, hỗ trợ nè, cá anh em ha. Và đây là tiger nè anh em, cho em cho ăn cám tiếp tục ha. Thì một ngày anh em cho ăn một cử cám nha, nên cho một cử cám. Đó, sáng em cho ăn cực chỉ nè, rồi trưa em sẽ cho ăn ạt hoặc là chiều chiều cho ăn cám như thế này nè. Thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho con cá bung màu anh em. Bung màu bung bay đuôi ha. Đó, hỗ trợ được tất cả đường tiêu hóa này kia luôn nha. Ủa, cái bài này sức cho anh em được anh em ơi. Cái bài này sức được rồi nha anh em. Nè, miếng ở đây. Cái bài này 2 tháng rưỡi rồi nè. Đó, anh em thấy em cá này sức được rồi nha. Chống máy thế này em tách riêng rồi nè. Đó, bây giờ chuẩn bị tách chống máy rồi đập phơm là bán cho anh em được rồi đó. Bên đây thì em có gì đó. Này gọi là HPH White Butter anh em ơi. Cái này anh em chắc sáng em mới vớt ra đâu 20 cặp rồi đó. Em bắt cho anh kia rồi. Thì còn một số cặp ha. Thì còn nữa nha, còn ở chạy chính của ông anh em đó nha, em lấy về chia cho chị em. Nè, đây là cá con của cá con anh em ơi. Cá con của tiger. Bên đây thì em có bầy Dumbo size gần 2 tháng nè. Size này gần 2 tháng nha anh em. Em xem cá giùm em nha. Nè. Đây cho em cho ăn miếng cám nha. Dumbo Big E anh em, cái bộ Big E của mình đó nha. Nó đang bung lên đó nha. Thấy không? Cái size này anh em cho con cám là bung màu rất đẹp nha. Con cám mà có cám nó kích thích màu rồi quay đuôi này kia nha. Rồi thì dài vào đây nha. Cái hồ này em mới trữ nước à. Cá em thấy hết rồi. Nè, bên đây có cá con. Cá con anh em. Còn cá khá nhiều ha anh chị em. Bên đây luôn rồi anh em ơi. Bên đây có Dumbo. Cái Dumbo này họ em nuôi trong cái nền nãy nên nó hơi chưa bay hết màu ha. Nè, Dumbo size 2 tháng. Hơn ha. Nè, cho ăn nè. Đó. Hàng thường anh em.
cái hàng này không có bán cho anh em nha. À, cái hàng phải tay bơi đậm xanh đẹp mới bán được nha. Cái hàng tơ nha anh em, chưa bay ra buông màu hết nha. Rồi qua bên đây, đây có ghe Mexico mà anh em ơi, ghe Mexico của mày. Không mày quên quay cái dòng mà nó, nó giống như blue đặc văn anh chị em, nhưng mà nó có màu xanh lá nha anh chị em. Anh em xem đi ha, nó màu xanh lá thấy không? Cái thằng blue đặc văn á là nó là cái màu là màu xanh xanh nước biển đậm, cái đầu thấy nước biển đậm ha, cái mình màu đen ha. Nè em cho ăn nè, đó anh em thấy không, rất là đẹp ha. Hàng 50.000 một cặp ha anh em ơi, cứ vô 5 cặp 250 nha, lẻ bán 70 chứ giá anh em đang bán là 70 á, thì 5 cặp là 250 ha. Anh em mà cần cái hàng này đang ghép để chống máy cho nó kêu mang bầu cho anh em về chơi ha. Nè em có bày gồng đỏ gíp bông nè anh chị em ơi, gồng đỏ gíp bông này ha, anh em thấy không gõ đâu ha, nhưng mà đó là ok nè. À, miếng cám đi. Ừ, cái nền nó dạng cá anh em, nọ ghi bông nha anh em. Bên đây em còn sáu là mấy cục ghe nè, ôi mấy cục gòn nè, gòn nè anh em, hay còn sáu lâu thì em đem vô nhà hết rồi mà còn sáu là mấy cặp á nè, cho ăn luôn nè. Gòn cũng đẹp lắm anh em xem gòn ha, có cần gòn thì hú em luôn, hàng về 80.000 cặp ha. Bên đây thì cũng có nè ghe Mexico anh em ơi, rất là nhiều luôn nè ha, cho ăn miếng nè. Nè hàng như 70.000 một cặp, đầu nó rất là xanh luôn nè, xanh lá rất là đẹp luôn nha. Đó cái con rồi nè, thấy xinh xẻn không đó, đang nuôi nồi cho mình giống mình gì nè, làm cái hồ cá như thế này rồi nuôi cá rồi ha. Đó cho ăn miếng cám thịt ăn từ từ ha. Rồi cám đó ăn anh em thấy nhoi chưa rồi nè, quá trời nhoi luôn ha. Nè em cho dùng chỉ nè anh em thấy không, dùng chỉ nè, cái này không gầy em cho ăn gần hết rồi đó, còn cái này được 2 ngày nữa hết rồi thấy không đó, em cho dùng chỉ đó, cá phải uống dùng chỉ đó mập nha anh em. Ồ cái này không hởm, cái đèn em gắn sau nó trời mưa nổi bóp rồi nè, hư rồi nè. Hôm nay full Z này, size này cho anh em được rồi nha, full Z này là size này có một số con máy con bự rồi, anh em có thể là sức cho anh em được rồi nha anh em. Để em cho nó ăn cho anh em xem thử nha. Ừ. Từ đó ăn anh em, tại hồi đó mới được ha. Bên đây thì Ivory của em nè anh chị em ơi. Ivory ha. Đó, có mang chống lên nè kìa nè. Có mang chống nhiễm nữa kìa, nhóc chưa. Để em cho nó ăn luôn ha anh em ơi. Một tay mà quay một tay mà làm hơi khó nè, đó. Anh em thấy không? Cái này nữa ha, thì dài quá ha. Ha, HP két lên nè. Cho nó ăn. Đó. Này bên này ai ghi rất là đẹp nè, cái hàng em đang lên nha nè, họ em thấy ai ghi không, tím ghìa bao anh em, đẹp hơn gồng tím nữa. Cái hàng như vậy là 200 một cặp nha anh em, nhưng mà chưa có cá bán nha, bởi vì khổ cái nè, nhiều anh em hổ quá trời mà đâu có cá đâu mà bán cho anh em. Một tay quay một tay anh em xem, một tay mình quay một tay mình cầm mình hút cám nè, nó khó gì đó nè. À, bên này cũng ai ghi luôn nè anh em ơi, cá con ha, đỡ tay một cái là nó đô một đống là bỏ luôn ha, vô nhiều quá trời là con cá nào không nổi nha, bên đây cũng vậy đó. À, lên đây có gồng đỏ nữa nè, gồng đỏ nó size giống mà em thấy không, 70.000 một cặp, 75-35 cơ mua 5 cặp 350 nha. Cá này cá máy là size sinh sản anh em thấy không, nó nhìn đã ghê, cái body nhìn lực ghê nè, cái bộ này là body rất là lực luôn nha, cái bộ như sao mà đó gì nha, bộ này là body lực. Lên đây thì em có gồng đỏ này không đẹp còn nha, đỏ thì đâu có bằng đâu. Hôm nay có HP quay nè ha, rất là nhiều. Rồi từ từ nha anh em, từ từ anh em đợi mình từ từ nha. Bên đây có Ivory nữa nè ha, đó. Bên đây có gồng đỏ nữa nè, rồi bố gắng mấy đó em thấy không, đỡ không đó, gồng đỏ đẹp cái Dumbo ha. Đây thì có máy HP Blue đó, em đang phơm họ anh em thấy không, cái hàng rất là lâm và xung anh em thấy không anh em. Rồi em sẽ đi từ từ vô nhà nha anh em, cực khổ anh em ơi, một tay quay một tay cầm là cực khổ. Này cá con anh em, cá con nhiều lắm, bên đây cũng vậy nè, đây cá bố mẹ đây nè, sẵn bên nè. Đây thì có Ivory với em đang làm đó nè.
Vậy giờ sang một tay cầm một tay sao cho nó ăn đây. Sẽ cố gắng cho nó ăn. Rồi cho nó ăn miếng này nha. Đẹp ghê ha nè. Đó, mu quăng dữ dằn ha nè. Mu quăng dữ dằn luôn nè. Rồi để dài qua đây. Có hộp cái giống cho anh em xem hộp cái giống mình. Mưa nó ngập cái tràn luôn nè, muốn tràn ra ngoài luôn rồi ha. Rồi luôn đặt văng máy cái cá máy mình nè. Nè anh em thấy không? Ngoài miếng đi. Đó, anh em xem này, cá máy giống chà bá lửa luôn rồi nè. Đó. Rồi xong. Thùng xốp này em mua em đóng cho anh em nè, hết thùng xốp rồi anh em ơi. Cái thùng gì em mua 10.000. À, thùng gì nè ha. Em thấy không? Này em đã đá vô tại đang cầm cái này anh em thấy không? Mua hùng nóc trơn em đóng cho anh em á. Nhưng mà hổng mua phần bự nhá, nhỏ trơn là còn mấy hùng à. Chắc ngày mai đi mua đi nữa quá anh em ơi. Mua lần 5-60 thùng vậy đó mà thùng 10.000 là cũng 5-60.000 rồi. Cái thùng này em hỗ trợ thêm cho anh chị em á, mấy thùng bự này 10 mấy nghìn, 10.000, 15.000 nè, 12.000, 15.000 nè. Ha, đó. Nè, mấy cái thùng hồi chiều nay em đóng mấy cái đơn cho anh em nè, nè. Chiều nay em đóng 3 đơn, em lấy 3 cái thùng xốp, một quán kèo sẵn chơi anh em thấy không? Rồi chịu đóng cho anh em ha. Chung ngoài này cũng có mấy hồ cá anh em. Đây có mấy hồ cá đẹp không? À. Nắng quá anh em ơi. Nắng quá ha. Chỗ này có ngoài này có mấy hồ cá nè. Quay dài cho anh em xem luôn. Cái này rảnh rỗi mà. Có mấy dậu cây anh em ơi. Nước tảo ghê không? Có mấy cái hồ cánh bờm dậu quang cũng đẹp lắm. Thấy mấy cá bờm dậu quang đây không? Nó dậy trốn cho rồi. Đây này cái trong nhà em nè anh em. Trong nhà này còn ít cá à, không phải ít đâu, nhiều lắm nha. À, trong nhà chắc là không có ăn được rồi quá anh em ơi. Nè, em có bu, em nhìn em vừa quạt cái tay đã bu anh em xem rồi nha. Wilco sọt đi bông Pinsy để anh em combo 3 cặp 300 nha. Để combo đi, hàng này một cặp là 200 nha, Pinsy nha. Nè, bên đây có HP lưu hồi không tạo, em để con cá da beo cho nó trà. Bên đây cũng vậy anh em thấy không? Đó, nó sung ghê không anh em. Nhìn từ trên xuống rồi nha. Tay bơi đó anh em nhìn kiện lắm, thấy không? Hàng gì bán có 3 cặp có 300 à, cực kỳ rẻ cho anh em luôn. Họ em bán giờ combo bán rẻ cho anh em nha. Combo 3 cặp 300. Full get anh em, full get. Full get BDS em bung nha, đây quay quay vậy nè. Em gõ cái tay nó sẽ bu bu rồi nè, thấy đã lắm. Đó. Thằng này cũng vậy luôn. Đó. Dưới đây thì có bày cá trống nè, cá trống mọi anh em ơi, thấy không? Nuôi cá gì rất là thích ha. Nè nè. Anh em mà có kinh nghiệm nuôi rồi sẽ rất là thích luôn. Đó, màu kính mà. Ồ, quên mất đèn nữa. Quên mất đèn anh em ơi, tại nãy mua tẹt em tắt đèn rồi. Rồi như đây cá này là còn xanh em bắt ra em lựa, chị nên đóng cho anh khách này còn xanh nè. Đó, rất là đẹp luôn nha. Nè gòn nè, gòn này chị em đóng cho anh khách này nha. Đó. Gòn đó anh em thấy không? Nè, đây là gọng đỏ này chị em đóng cho khách luôn nè, 5 cặp 300 cử. HP qua chị em đóng cho khách luôn nè, 5 cặp nè, con nè, bố của ta này nha. Đó, 5 cặp 320. Rồi anh em nào muốn cái hàng tiện á thì em gửi cho 5 cặp 300 cử nha. Em đụng đụng ở đây nhẹ thôi, nó bu cho bu lại nha. Bên đây thì cái trống không nè anh em ơi, cái trống không ha. Đó, cái trống thì trống đi bông nha, này trống đi bông nè, anh em muốn bắt trống đi bông thì báo cho mình nha. Nuôi là nuôi cái nào gọi là cái nước đá bàn thành vàng như thế này nha. Ở trên đây á nè. Đó, anh em thấy không? Rất là vàng luôn ha. À, rồi lên đây cũng vậy đó nào. À, ủa lại bên đó. Đó, anh em thấy không? À, cái hàng gọi như bông anh em là cần hú em nha. Có mấy dây sơn kìa ha, nuôi nhiều lắm. À, Tiger nè anh em. Tiger cọp thì đã không? Để anh em giá rẻ luôn. Hàng này để 70. Ừ. 70 tại hàng này đẹp hiếm anh em ơi. Cá máy sai hay sai là sinh sản mà em được cá máy đẹp cho anh em mà thấy không nè. Vàng sẽ bự bự rồi nè. Đó, cá máy nhìn sọc sọc đã nè. Nó kiểu như cũng nhìn con cọp vậy đó anh em. Ha. Đó. Chá nắng. Anh em thấy cái lưới len không? Nắng buổi này nó cháy không? Nó cháy ngược lại cái thật ra cho nên em quay nó bị cháy nắng anh em, không đẹp được. Nè, đây là Will Will Coffee nè.
có con máy ghi máy cô đen anh em, cô đen em có 10 cặp nha. Đó, hàng sao em báo anh em vậy nha. Này khách quy ghét nha. Máy anh em thấy không? Đó, gặp mình nó sung ghê không anh em. Rồi, xin chào anh em nha. Clip em giới thiệu cá với màu đến đây là kết thúc nha anh em. Anh em nào có cần mua cá hay mua thức ăn đồ thì hú cho em nha. Nè, em quên nữa, em giới thiệu cá với cái. Bán em cái cám này á, là khi nào anh em mua thức ăn bên em á, em sẽ bán thêm cám như thế này nha. Nè, cám thái trộn một tạo sắn, vitamin C và các thành phần vitamin tổng hợp. Có cái hình em á anh em ơi. À, em mới làm cái logo. Em mua bọc và em in logo thì cũng mấy ngàn người ta rồi. Cám em bán một bịch này 100g ha, 50.000 ha anh em. Cực kỳ rẻ luôn, tại bán thêm cho anh chị em là mua cá mà không có thức ăn á. Chứ mà anh em mua cám thái không thì cũng 100g cũng 50.000 bằng rồi. Em là chỗ em hình phần nó này kia nó thì anh em yên tâm ha. Đó. Rồi chào anh chị em nha. Chúc anh em xem clip vui vẻ nha anh em. Bây giờ em tắt clip lâu đầu em cho cá ăn luôn. Tại vì vừa quay gì cho ăn thì sao quay được. Rồi chào anh em nha. Chúc anh em xem clip vui vẻ nha. Nhớ đăng ký kênh và like cho mình nha anh chị em. Để lại một comment góp ý mình sẽ trả lời những câu hỏi của anh em nào thắc mắc nha. Rồi xin chào anh chị em.